Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh YouTube chính thức của Doseco, nơi chia sẻ kiến thức review các sản phẩm đồng hồ chính hãng. Trong video này, Doseco xin giới thiệu với tất cả các bạn một mẫu đồng hồ cơ tự động Open Heart có thiết kế ấn tượng, thanh lịch, dễ đeo dành cho các anh em. Ở tầm phân khúc hơn 4 triệu đồng thì đây là một mẫu đồng hồ rất là đáng sở hữu dành cho các anh em, một sản phẩm đến từ nhà sản xuất đồng hồ danh tiếng Nhật Bản Orient. Và trên tay mình đây là mẫu đồng hồ Orient Aston Gen 2 có mã là FAG02004B0. Thật nhìn anh em dễ dàng sẽ nhận thấy nó có thiết kế khá tương đồng với mẫu Orient Aston Gen 1 có mã là FDB08004B0. Tuy nhiên ở phiên bản Gen 2 này thì nó đã có sự nâng cấp đáng kể của phần máy cũng như là thiết kế nội đáy đẹp mắt hơn. Bây giờ thì mình sẽ đi đánh giá chi tiết về mẫu đồng hồ này để cho các anh em cùng chiêm ngưỡng. Mẫu đồng hồ Orient Aston Gen 2 FAG02004B0 thì sở hữu của mặt tròn với mặt dial được thiết kế trơn màu đen nam tính. Với cái màu tối này thì khiến cho mặt dial có chiều sâu và giúp cho phần kim cọc số màu thép sáng bóng càng trở nên nổi bật và dễ quan sát. Nó sở hữu 3 kim trung tâm với kim giờ và kim phút là dáng kim dolphin sắc nhọn và kim dây là dáng kim stick mảnh dài phổ biến. Kim dolphin là một trong những loại kim đồng hồ phổ biến nhất hiện nay với cái dáng kim cân xứng hài hòa và phù hợp với mọi phong cách. Toàn bộ phần kim này thì được làm bằng chất liệu thép không rỉ 316N đánh bóng lấp lánh. Vị trí 12 giờ là biểu tượng và tên thương hiệu nhà sản xuất đồng hồ Nhật Bản Orient được thiết kế nổi 3D sắc nét sang trọng. Ở đây Orient cũng đã cố tình show ra một phần thiết kế của đồng hồ đấy chính là dòng chữ Automatic được viết cách điệu đẹp mắt để nhấn mạnh về cỗ máy cơ tự động mà mẫu đồng hồ này sở hữu. Vị trí 6 giờ là dòng chữ nhỏ Water Rigid được viết cách điệu nhìn đẹp mắt. Nổi bật đầy ấn tượng và cuốn hút với cỗ máy cơ học chuyển động đầy bí ẩn bên trong mà không thể bỏ qua đó chính là cái trái tim Open Heart ở vị trí 9 giờ này. Qua phần độ máy hình tròn này thì anh em có thể quan sát thấy cái phần trên kính màu đá hồng ngọc vô cùng đẹp mắt và sang trọng được nổ ra cùng với các cái chi tiết cơ cấu chuyển học bên trong vô cùng thú vị. Về phần cọc số, mẫu Orient Aston FAG02004B0 thì sở hữu cọc số kiểu cọc vành nổi 3D bằng chất liệu thép không rỉ 316N đánh bóng lấp lánh sang trọng. Và cọc số này được thiết kế dài phát cạnh hình tam giác mang phong cách cổ điển thanh lịch cho đồng hồ. Riêng cọc số vị trí 12 giờ được làm lớn hơn một chút giúp cho việc xem giờ trở nên dễ dàng hơn. Xen giữa các cọc số lớn là các vạch nhỏ chỉ phút giúp cho anh em thể xem giờ chi tiết chính xác tới từng phút. Phần viền men gen mà cạnh bên của Orient Aston Gen 2 FAG02004B0 thì được làm bằng chất liệu thép không rỉ 316N đánh bóng sang trọng và cứng cáp. Ở vị trí 3 giờ là núm vận chỉnh, bề mặt núm được thiết kế trơn đánh bóng lấp lánh. Mẫu đồng hồ Orient Aston FAG02004B0 được trang bị thêm phần mặt kính thiết kế cong nổi nhẹ bằng chất liệu kính khóa với độ chịu xước và va đập vừa phải. Về thông số kích thước thì nó vẫn được giữ nguyên như trên bản Gen 1 với kích thước mặt là 41mm, độ dày là 11mm cùng khoảng cách nắp cung lắc là 46mm. Nên là khá dễ đeo cho anh em, nó sẽ phù hợp với những em chu vi cổ tay tầm trung từ 15,5 cho đến 17cm. Theo mình thì nó sẽ đẹp nhất với những em chu vi cổ tay tầm 16 đến 16,5cm. Bây giờ thì mình sẽ lên tay để cho các anh em cùng quan sát. Chu vi cổ tay của mình là 16,5cm thì đeo mẫu đồng hồ này thì hợp lý vừa vặn của ôm tay. Như mình đã nói ở trên, những em chu vi cổ tay tầm 16 đến 16,5cm thì mẫu đồng hồ này sẽ là đẹp nhất. Về phần máy, nó sử dụng cỗ máy cơ tự động Caliber F6T22 với 22 chân kính. Các thông số này thì được ghi chi tiết và rõ ràng ở phần quả văng của cỗ máy qua phần độ đáy. Cỗ máy Caliber F6T22 thì có tần số dao động là 21.600 lần trên giờ và độ dự trữ năng lượng là 40 giờ. Với cỗ máy này nó cũng có tính năng dừng kim dây hacking stop giúp cho anh em thể chỉnh giờ một cách chính xác hơn. Và cái tính năng nên có tay hand bending giúp cho anh em thể bù quát cho cỗ máy. Với những em văn phòng ít vận động thì tính năng này sẽ rất là tiện lợi. Nó cũng sở hữu độ trữ nước tương đối mạnh mẽ là 50 mét nước. Với độ trữ nước này thì hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng thường ngày của anh em như đi mưa rửa tay. Tuy nhiên anh em cần lưu ý đảm bảo phần núm này được đóng chặt kín khít để tránh nước có thể xâm nhập vào bên trong cỗ máy. Về phần dây, mẫu đồng hồ Orient Aston FAG02004B0 được trang bị dây da chính hãng bằng chất liệu da bò màu đen dập vân cá sấu sang trọng cùng những đường chỉ may tỉ mỉ chắc chắn. Phía trong của dây da là lớp da nội màu kem quen thuộc giúp đeo êm ái và ôm tay. Dây là 2220, một cái size dây thông dụng dễ dàng thay mới cho anh em. Với thiết kế dây da này thì nó cũng được trang bị khóa cài cơ bản bằng chất liệu thép không rỉ 316N chắc chắn và con này cũng được đánh bóng lấp lánh sang trọng và đồng bộ phần vỏ máy. Trên mặt khóa được khắc tên của nhà sản xuất đồng hồ Orient tinh xảo sắc nét. Trên đây là video đánh giá chi tiết mẫu đồng hồ Orient Aston Gen 2 có mã là FAG02004B0 của Doseco. Mức giá ưu đãi của sản phẩm này bên Doseco hiện tại là 4,3 triệu đồng, chỉ bằng khoảng 76% mức giá mà hãng niêm yết, cùng chế độ bảo hành 2 năm và nhiều ưu đãi thú vị khác. Anh em có thể tham khảo từ địa chỉ website doseco.vn. Để mua sản phẩm này, anh em có thể gọi số hotline mình để trong video hoặc tới mua trực tiếp từ địa chỉ cửa hàng mình để dưới phần mô tả. Nếu các bạn thấy thích hoặc thấy video hữu ích, vui lòng hãy like và share video cho những người bạn của mình. Và đừng quên để lại comment ý kiến các bạn về sản phẩm này. Để không bỏ sót những video thú vị khác của Doseco, các bạn vui lòng bấm nút đăng ký kênh.
video của Roscoe đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chào tạm biệt.